Này Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa, tánh của bố thí ba la mật đa là không. Bố thí ba la mật đa, đối với bố thí ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa trong bố thí ba la mật đa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Cho đến bát nhã ba la mật đa, tánh của bát nhã ba la mật đa là không. Bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc. Bát nhã ba la mật đa đối với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi ba la mật đa trong bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, pháp không nội, tánh của pháp không nội là không. Pháp không nội đối với pháp không nội vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không nội đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh trong pháp không nội cũng vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy, cho đến pháp không vô tánh tự tánh, tánh của pháp không vô tánh tự tánh là không. Pháp không vô tánh tự tánh đối với pháp không vô tánh tự tánh vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không vô tánh tự tánh đối với pháp không nội cho đến pháp không tự tánh vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không nội cho đến pháp không tự tánh trong pháp không vô tánh tự tánh cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ, tánh của bốn niệm trụ là không. Bốn niệm trụ đối với bốn niệm trụ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô sở hữu bất khả đắc. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo trong bốn niệm trụ cũng vô sở hữu bất khả đắc. Cho đến tám chi thánh đạo, tánh của tám chi thánh đạo là không. Tám chi thánh đạo đối với tám chi thánh đạo vô sở hữu bất khả đắc. Tám chi thánh đạo đối với bốn niệm trụ cho đến bảy chi đẳng giác vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến bảy chi đẳng giác trong tám chi thánh đạo cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, như vậy cho đến mười lực của Phật, tánh mười lực của Phật là không. Mười lực của Phật đối với mười lực của Phật vô sở hữu bất khả đắc. Mười lực của Phật đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vô sở hữu bất khả đắc. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng trong mười lực của Phật cũng vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tánh của 18 pháp Phật bất cộng là không. 18 pháp Phật bất cộng đối với 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu bất khả đắc. 18 pháp Phật bất cộng đối với 10 lực của Phật cho đến đại xả vô sở hữu bất khả đắc. 10 lực của Phật cho đến đại xả trong 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tất cả môn tam ma địa, tánh của tất cả môn tam ma địa là không. Tất cả môn tam ma địa đối với tất cả môn tam ma địa vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả môn tam ma địa đối với tất cả môn đà la ni vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả môn đà la ni trong tất cả môn tam ma địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả môn đà la ni, tánh của tất cả môn đà la ni là không. Tất cả môn đà la ni đối với tất cả môn đà la ni vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả môn đà la ni đối với tất cả môn tam ma địa vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả môn tam ma địa trong tất cả môn đà la ni cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, pháp trùng tánh, tánh của pháp trùng tánh là không. Pháp trùng tánh đối với pháp trùng tánh vô sở hữu bất khả đắc. Pháp trùng tánh đối với pháp thứ 8 dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thứ 8 cho đến như lai trong pháp trùng tánh cũng vô sở hữu bất khả đắc.
Như vậy cho đến Pháp Như Lai, tánh của Pháp Như Lai là không. Pháp Như Lai đối với Pháp Như Lai vô sở hữu bất khả đắc. Pháp Như Lai đối với Pháp Trùng Tánh cho đến Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Pháp Trùng Tánh cho đến Bồ Tát trong Pháp Như Lai cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tịnh quán địa tánh của tịnh quán địa là không. Tịnh quán địa đối với tịnh quán địa vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh quán địa đối với chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, Như Lai địa vô sở hữu bất khả đắc. Chủng tánh địa cho đến Như Lai địa trong tịnh quán địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến Như Lai địa, tánh của Như Lai địa là không. Như Lai địa đối với Như Lai địa vô sở hữu bất khả đắc. Như Lai địa đối với tịnh quán địa cho đến Bồ Tát địa trong Như Lai địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Bồ Tát địa trong Như Lai địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, cực hỷ địa tánh của cực hỷ địa là không. Cực hỷ địa đối với cực hỷ địa vô sở hữu bất khả đắc. Cực hỷ địa đối với ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa vô sở hữu bất khả đắc. Ly cấu địa cho đến pháp vân địa trong cực hỷ địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến pháp vân địa, tánh của pháp vân địa là không. Pháp vân địa đối với pháp vân địa vô sở hữu bất khả đắc. Pháp vân địa đối với cực hỷ địa cho đến thiện tuệ địa vô sở hữu bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến thiện tuệ địa trong pháp vân địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, trí nhất thiết, tánh của trí nhất thiết là không. Trí nhất thiết đối với trí nhất thiết vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng trong trí nhất thiết cũng vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng, tánh của trí đạo tướng là không. Trí đạo tướng đối với trí đạo tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng đối với trí nhất thiết tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng trong trí đạo tướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng, tánh của trí nhất thiết tướng là không. Trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết trí đạo tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết trí đạo tướng trong trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, dự lưu, tánh của dự lưu là không. Dự lưu đối với dự lưu vô sở hữu bất khả đắc. Dự lưu đối với Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, Độc Giác Bồ Tát, Như Lai vô sở hữu bất khả đắc. Nhất Lai cho đến Như Lai trong dự lưu cũng vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến Như Lai, tánh của Như Lai là không. Như Lai đối với Như Lai vô sở hữu bất khả đắc. Như Lai đối với dự lưu cho đến Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Dự lưu cho đến Bồ Tát trong Như Lai cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát, tánh của Đại Bồ Tát là không. Đại Bồ Tát đối với Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Đại Bồ Tát đối với việc dạy bảo truyền trao Bát Nhã Ba La Mật Đa vô sở hữu bất khả đắc. Việc dạy bảo truyền trao Bát Nhã Ba La Mật Đa trong Đại Bồ Tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa, tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa là không. Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa vô sở hữu bất khả đắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với việc dạy bảo truyền trao của Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Việc dạy bảo truyền trao của Đại Bồ Tát trong Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Dạy bảo truyền trao, tánh của dạy bảo truyền trao là không. Dạy bảo truyền trao đối với dạy bảo truyền trao vô sở hữu bất khả đắc. Dạy bảo truyền trao đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát trong dạy bảo truyền trao cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, đối với tất cả pháp này, tôi đem tất cả loại ở mọi nơi mọi lúc mong cầu Đại Bồ Đề đều vô sở hữu cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì tự tánh là không. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này, tôi nói đối với tất cả pháp này, tôi đem tất cả loại ở mọi nơi mọi lúc mong cầu các Đại Bồ Tát hoàn toàn bất khả đắc.
làm thế nào bảo tôi đem Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát được. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tôn giả đã hỏi do duyên nào nên nói các đại Bồ Tát? Các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, vì tên các đại Bồ Tát chỉ là tạm mượn mà có. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do duyên nào nên nói tên các đại Bồ Tát chỉ là tạm mượn mà có? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, như tên sắc chỉ là tạm mượn mà có, tên thọ tưởng hành thức cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc chẳng phải là tên, tên chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng phải là tên, tên chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Trong sắc vân vân không có tên, trong tên không có sắc vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh của sắc vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không, hoặc sắc vân vân hoặc tên, đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên các đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của nhãn xứ chỉ là tạm mượn mà có, tên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì nhãn xứ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Trong nhãn xứ vân vân không có tên, trong tên không có nhãn xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xứ vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không, hoặc nhãn xứ vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của sắc xứ chỉ là tạm mượn mà có, tên thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc xứ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Trong sắc xứ vân vân không có tên, trong tên không có sắc xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh sắc xứ vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không, hoặc sắc xứ vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của nhãn giới chỉ là tạm mượn mà có, tên nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì nhãn giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Trong nhãn giới vân vân không có tên, trong tên không có nhãn giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn giới vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không, hoặc nhãn giới vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của sắc giới chỉ là tạm mượn mà có, tên thanh hương vị xúc pháp giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới. Trong sắc giới vân vân không có tên, trong tên không có sắc giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh sắc giới vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không, hoặc sắc giới vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của nhãn thức giới chỉ là tạm mượn mà có, tên nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì nhãn thức giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhãn thức giới,
Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Trong nhãn thức giới vân vân không có tên, trong tên không có nhãn thức giới vân vân. Chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn thức giới vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc nhãn thức giới vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của nhãn xúc chỉ là tạm mượn mà có, tên nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì nhãn xúc chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhãn xúc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Trong nhãn xúc vân vân không có tên, trong tên không có nhãn xúc vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xúc vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc nhãn xúc vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chỉ là tạm mượn mà có. Tên các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là tên, tên chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là tên, tên chẳng phải là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân không có tên, trong tên không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của Bố Thí Ba La Mật Đa chỉ là tạm mượn mà có, tên Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ tạm mượn mà có. Vì sao? Vì Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải tên, tên chẳng phải Bố Thí Ba La Mật Đa. Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải tên, tên chẳng phải Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong Bố Thí Ba La Mật Đa vân vân không có tên, trong tên không có Bố Thí Ba La Mật Đa vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với tên tự tánh đều là không. Trong tự tánh không hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của Pháp không nội, chỉ là tạm mượn mà có. Tên của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tán vô tán, Pháp không bổn tánh, Pháp không từ cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không vô tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không vô tánh, tự tánh cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì Pháp không nội chẳng phải là tên, tên chẳng phải là Pháp không nội, Pháp không ngoại cho đến Pháp không vô tánh tự tánh chẳng phải là tên, tên chẳng phải là Pháp không ngoại cho đến Pháp không vô tánh tự tánh. Trong Pháp không nội vân vân không có tên, trong tên không có Pháp không nội vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh Pháp không nội vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc Pháp không nội vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc.
Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của bốn niệm trụ, chỉ là tạm mượn mà có, tên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì bốn niệm trụ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là tên, tên chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Trong bốn niệm trụ vân vân không có tên, trong tên không có bốn niệm trụ vân vân. Chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh bốn niệm trụ vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc bốn niệm trụ vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như vậy cho đến, như tên mười lực của Phật chỉ là tạm mượn mà có, tên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì mười lực của Phật chẳng phải là tên, tên chẳng phải là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là tên, tên chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Trong mười lực của Phật vân vân không có tên, trong tên không có mười lực của Phật vân vân. Chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh mười lực của Phật vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc mười lực của Phật vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, như tên của tất cả môn Tam Ma Địa chỉ là tạm mượn mà có, tên tất cả môn Đà La Ni cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì tất cả môn Tam Ma Địa chẳng phải là tên, tên chẳng phải là tất cả môn Tam Ma Địa. Tất cả môn Đà La Ni chẳng phải là tên, tên chẳng phải là tất cả môn Đà La Ni. Trong tất cả môn Tam Ma Địa vân vân không có tên, trong tên không có tất cả môn Tam Ma Địa vân vân. Chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh tất cả môn Tam Ma Địa vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc tất cả môn Tam Ma Địa vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, cho đến như tên trí nhất thiết chỉ là tạm mượn mà có, tên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì trí nhất thiết chẳng phải là tên, tên chẳng phải là trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là tên, tên chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trong trí nhất thiết vân vân không có tên, trong tên không có trí nhất thiết vân vân. Chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh trí nhất thiết vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc trí nhất thiết vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, tên Đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói như ngã vân vân, rốt ráo không sanh chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, ngã rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh, cho đến người thấy cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Này Xá Lợi Tử, sắc rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Thọ tưởng hành thức cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Này Xá Lợi Tử, nhãn xứ rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh.
Này Xá Lợi Tử, sắc xứ rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, nhãn giới rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, sắc giới rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Thanh hương vị xúc pháp giới cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, nhãn thức giới rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, nhãn xúc rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa, rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, pháp không nội, rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh, cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ, rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, như vậy cho đến 10 lực của Phật rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, tất cả môn tam ma địa rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Tất cả môn đà la ni cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, cho đến thanh văn thừa rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Độc giác thừa đại thừa cũng rốt ráo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói như ngã vân vân rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói các pháp cũng vậy, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, tự tánh các pháp hoàn toàn không hòa hợp. Vì sao? Vì tự tánh pháp có hòa hợp là không. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, tự tánh pháp nào hoàn toàn không hòa hợp